thưa bạn tôi là tiến sĩ Bùi Quang Sương, giảng viên khoa kinh tế quản trị của Đại học Công nghệ Đồng Nai và tôi xin trình bày với các bạn là quản trị chiến lược. Quản trị chiến lược là một trong những môn rất là quan trọng trong cái ngành quản trị học và cái quản trị Chiến học này khi mà chúng ta ra trường ta mở một doanh nghiệp chúng ta khởi đầu trong là tư vấn hay là chúng ta kinh doanh và ngay chính bản thân chúng ta đòi hỏi phải có một cái chiến lược không lo xa ác có buồn gần tức là anh phải có một cái tâm cái tầm cái tầm đó là nhìn xa và trong rộng và anh có những bước đi cụ thể làm sao những bước đi cực cụ thể đó đạt mục tiêu của chúng ta ở đây là chúng tôi xin trình bày với các bạn là cái quản trị chiến lược này chúng ta học có tất cả là 8 chương. Một chương thứ nhất là tổng quan về quản trị chiến lược. Thứ hai là phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp hiện tại Việt Nam chúng ta như thế nào. Và vấn đề thứ ba, lợi thế cạnh tranh, uh, cạnh tranh chiến lược trong cái thị trường mà chúng ta trong cái toàn cầu hóa trong kinh doanh quốc tế. Vấn đề thứ năm, chương thứ năm là chiến lược bộ phận và lĩnh vực và chúng ta thấy rằng uh, chúng ta phải tổ chức tổ chức cái bộ phận trong cái kinh doanh chúng ta ở nội tức là ở trong nội bộ cơ quan ở trong công ty ở trong vùng chúng ta ở trong nước chúng ta và trong lĩnh vực của chúng ta chương thứ sáu bây giờ chúng ta phải lựa chọn một cái phương án nào cái kế hoạch kinh doanh như thế nào và chúng ta tổ chức thực hiện cái chiến lược kinh doanh ở thị trường và cái phân khúc thị trường đó như thế nào vấn đề chương thứ bảy là à, sau đi chúng ta phải có những cái thước đo để đo lường cái chiến lược của chúng ta có hiệu quả hay không đó là chúng ta phải có cái bảng để đánh giá và điều chỉnh chiến lược chúng ta nó phù hợp cho trường trường Vấn đề chương 8 là chiến lược kinh doanh trong điều kiện hội nhập kinh tế trong thời kỳ công nghệ số và cuộc cách mạng 4.0 hiện nay như thế nào. Tài liệu thì chúng ta tham khảo trong tài liệu thì có mấy cái tài liệu và ở đây thì các bạn có thể vào xuống thư viện chúng ta thể đọc những cái tài liệu, tài liệu này. Và như vậy là chúng ta sẽ tốt. Tôi mong rằng các bạn có một cái văn hóa đọc bởi vì nhà lãnh đạo nhà kinh doanh phải đọc nhiều đọc nhiều và chúng ta mới có cái trí tệ, cô người trí tệ tài năng kinh nghiệm và như vậy là chúng ta mới có làm chiến lược làm mục tiêu làm chiến lược là hoạch định được cho cái doanh nghiệp chúng ta thành công à, bây giờ chúng ta thầy trò chúng ta là bắt đầu đi vào cái tổng quan về quản trị chiến lược như thế nào và đây À, chúng ta sẽ nghiên cứu một tình huống, tôi đưa ra một tình huống gọi là tình huống khởi động. À, cà phê Trung Nguyên và ngày 9 tháng 6 năm 1999, công ty Trung Nguyên khởi công xây dựng nhà máy chế biến cà phê với tổng số vốn là 40 triệu đô la tại cụm công nghiệp Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Năm 2010, sản phẩm cà phê Trung Nguyên được xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia trên toàn cầu tiêu biểu như là Mỹ, Canada, Nga, Anh, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, khối ASEAN, vân vân. Tháng 9 năm 2010 thì công ty cổ phần uh, sữa Việt Nam Vinamilk thông báo về việc chuyển nhượng dự án nhà máy cà phê Sài Gòn công suất chế biến là 1.500 tấn cà phê hòa tan và 2.600 tấn cà phê rang xay mỗi năm với tổng số vốn 17 triệu đô la việc cấp nhận nhà máy cà phê Sài Gòn sẽ nâng cái tổng sản xuất cà phê hòa tan của Trung Nguyên lên gấp 3 lần so với uh, trước đây. Và ngày 23 tháng 8 năm Trung Nguyên chính thức khánh thành nhà máy cà phê G7 thứ hai tại Bắc Giang tức là đây là một nhà máy cà phê thứ năm của dự án hệ thống nhà máy cà phê hiện đại nhất châu Á của Trung Nguyên với tổng số vốn là 2.200 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ tạo ra 5 đến 6 triệu việc làm và mang lại giá trị 20 triệu đô la cho ngành cà phê Việt Nam trong 15 năm tới. Như vậy cà phê sau mười mấy năm, 16 năm đã có 12,2 tỷ ly cà phê Trung Nguyên được tiêu thụ và 11 trên 17 triệu hộ gia đình Việt Nam sử dụng cà phê Trung Nguyên. 60 quán cà phê Trung Nguyên đã được công uh, khai trương, đặc biệt tốc độ gia tăng được duy trì trên 50% trong nhiều năm liên tục. Và năm 2019 đến năm 2020 và giải quyết uh, giai đoạn tiếp theo, Trung Nguyên tập trung toàn thực hiện mục tiêu chiến lược của tổ chức là gì? thống lĩnh nội địa, chinh phục thế giới. Thực bản, từ đó thì chúng ta thêm xem thử là cái nhận diện chiến lược và mục tiêu của Trung Nguyên đang theo đuổi là gì. Các bạn đọc cái tình huống và trong tài liệu thầy đã gửi cho các bạn các bạn và chúng ta sẽ xem cái tình huống này và bây giờ là chúng ta thầy không giải quyết tình huống này tức là chưa giải tình huống này sau khi quá trình học tập có môn này các bạn thấy rằng cái nội dung nó sẽ trả lời nội dung từng bài học đã trả lời nhận diện chiến lược và mục tiêu trung nguyên theo đuổi như thế nào để chúng ta chứng minh nội dung của bài học bây giờ chúng ta đi bắt đầu đây là khái niệm vai trò và mô hình của quản trị chiến lược như thế nào ở đây chúng ta thấy là quản trị chiến lược đó là vậy quản trị chiến lược đó là chú trọng vào việc phối hợp phối kết hợp các mặt quản trị marketing tài chính kế toán sản phẩm tác nghiệp nghiên cứu và phát triển về hệ thống thông tin trong cái chiến lược này ba chiến lược quan trọng nhất của một doanh nghiệp đó là gì chiến lược cái uh, kinh doanh tức là chiến lược hệ thống quản trị chiến lược kinh doanh thứ hai là hệ thống quản trị uh, chiến lược nhân sự Thứ ba là hệ thống quản trị chiến lược tài chính. Ba vấn đề này là vấn đề cốt lõi nhất của một doanh nghiệp cần phải. À, trong đó cái chiến lược nhân sự là một chiến lược quan trọng nhất bởi vì nếu con người có thể sau này khoa học công nghệ có phát triển như thế nào thì con người vẫn đóng vai trò nòng cốt để phát triển khoa học kỹ thuật và như vậy từ những cái vấn đề này thì chúng ta là quản trị chiến lược là nghiên cứu kỹ chú trọng vào những phối hợp các mặt đó để hướng tới một thành công cho tất cả các doanh nghiệp đi ra biển lớn từ đây chúng ta có thể đặt câu hỏi là như vậy thưa các bạn suy nghĩ gì tương lai như thế nào bây giờ tương lai của mình tương lai của gia đình mình và tương lai của doanh nghiệp mình tổ chức mình như thế nào trong tương lai Bây giờ chúng ta nhiều như vậy chúng ta xem là những vấn đề đặt ra đối với chúng ta là gì? Thời đại chúng ta đang sống và làm việc ra là sao? Thưa các bạn, thời đại chúng ta đang sống là việc là quá khứ, hiện tại, tương lai và sự thay đổi. Và chúng ta thấy là à, cái, cái quá khứ là một cái nền tảng, là cái cơ sở, làm cái bài học kinh nghiệm để chúng ta đặt nền tảng và xây dựng cho làm việc trong hiện tại và chúng ta xây dựng phát triển trong tương lai. Muốn đạt điều đó, chúng ta phải thay đổi liên tục, thay đổi, đổ mới, sáng tạo, liên tục, không ngừng nào đó. Và cái ở đây chúng ta, cuộc cách mạng chúng ta trên thế giới chúng ta xảy ra mấy cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng nông nghiệp 1884 và như vậy là nó thay đổi đưa các công nghiệp vào nó nông nghiệp vào có một đố nước và chúng ta đi đến một cái một cái nền văn minh đứa nước là cái cô người sống an cư và lạc nghiệp, định canh định cư. Đến năm 1984 thì chúng ta thấy là à, cuộc cách mạng công nghiệp bằng mở ra bằng cái người phát minh nước Anh đã phát minh ra cái máy à, bơm nước và như vậy mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp. Và vấn đề thứ ba, cuộc cách mạng thứ ba là cuộc cách mạng thông tin. Bây giờ công nghiệp nó về máy móc tức là thiết bị nó nặng nề và ô nhiễm thì cuộc cách mạng thông tin nó là, là bằng cái lập trình, bằng chương trình và như vậy thì chúng ta thấy là kỹ nguyên số và nó mở ra cho cái cái giải phóng được cái đôi tay của người lao động và như vậy sức lực đôi vai của người lao động và chúng ta đi lên bằng cái cái xã hội tri thức và con người tri thức và sản phẩm của chúng ta cũng là sản phẩm tri thức. Và cuộc cách mạng 4.0, bây giờ thì cả thế giới người ta đang đỉnh cao của 4.0. Và như vậy là trong đó, cái kỷ nguyên, tức là đây là một cái thời kỳ cách mạng kỷ nguyên số. Kỷ nguyên số. làm Chúng ta thấy là cái 1.000 tấn thép, nhưng chúng ta không không có một cái sản phẩm, có một giá trị mà mà ra tạo ra giá trị vật chất và giá trị tinh, tinh thần đó bằng cái gì? Bằng lời nói bằng cái chữ viết không bằng một câu một chữ nhưng mà nó đem lại đánh đổi là cả một cái hàng ngàn hàng triệu tấn thép tấn lúa đặt ra đó là những vấn đề đặt ra trong xã hội chúng ta là trong quản trị chiến lược đó là chúng ta cần làm như thế nào để mà thay đổi nhanh chóng trong cuộc cách mạng như vậy thì chúng ta ở đây chúng ta phải tuy duy được tương lai chúng ta tương lai như thế nào chúng ta phải suy nghĩ và Tương lai đó khi chúng ta vạch ra tương lai thì có tương lai nó có khả thăng, năng thay đổi chính mình để đi tương lai hay không? Hay là mình bảo thủ? Hay là mình trì trệ? Hay là mình đứng lại dầm chân tại chỗ? Thưa các bạn, và chúng ta phải làm gì? Bộ thứ ba đặt ra chúng ta là chúng ta phải biết tạo ra tương lai cho mình. Tức là cái chiến lược chúng ta phải đặt ra. Ngày mai chúng ta sẽ làm gì? Và cái kết quả ngày mai như thế nào? Và biết cách chiến thắng tương tương lai. À bây giờ là đặt ra tương lai, đặt ra mục tiêu, nhưng mà là mục tiêu tương lai nó đến mà chúng ta tổ chức thực hiện làm sao cho nó hiệu quả mới là quan trọng. Và nhìn nhận là tương lai ta thử uh, mang lại quá khứ thì ta một cái thời gian dài thập niên 60, 70 tương lai là những gì diễn ra trong quá khứ. Hôm qua làm, hôm nay bước trước, không? Và như vậy là chúng ta thấy là à, Cứ tàn 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 Một cái phong cách lừ đừ lừ đừ Như ông Từ vào đình Đó là phong cách nông dân lúa nước Từ xa xưa rồi à, Bây giờ chúng ta còn tiếp tục nữa không Nếu chúng ta tiếp tục cái phong cách lừ đừ Như ông Từ vào đình Đi đâu mà vội mà vàng á, Như vậy thì chúng ta sẽ là, là triệt tiêu ta đứng lại chúng ta triệt tiêu Và chúng ta sẽ chết Ngày nay thì như thế nào các bạn Chúng ta À, phải sẽ đi đến đâu? Nơi đến là nơi nào và làm sao để tạo ra cái hiệu quả mà nơi ta đến. Thưa các bạn, một điều lưu ý là con đường chấm dứt tại đây. Nếu như bạn, nếu như chúng tôi và nếu như chúng ta tương chúng ta cứ tiếp tục là tương lai sẽ không phải là sự tiếp tục quá khứ mà chúng ta phải là phải phải là cái mà mới luôn mới luôn luôn thay đổi con đường chấm dứt tại đây tương lai sẽ không phải là sự tiếp tục của quá khứ và người chiến thắng tương lai đó là ai đây là chúng ta đây là donald trump đã nói một câu cũng rất hay tôi cố gắng học hỏi từ quá khứ tức là chúng ta không bỏ quá khứ ta, 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 chúng ta không hoài niệm quá khứ nhưng mà chúng ta là cái quá khứ nó cho chúng ta một kinh nghiệm chúng ta là một cái kinh nghiệm một trải nghiệm để ta xây dựng hiện tại và ta phát triển về tương lai nhưng tôi hướng đến tương lai bằng cách tập trung cho hiện tại à, và chúng ta thấy là đó à, chúng ta thấy là đừng à, cái gì cái à, à, sống là lo âu là bắt mạng với hiện tại luyến tiếc qua quá khứ mơ ước đến tương lai tươi đẹp nhưng tương lai đã đến như muôn vàng hiện tại đã trôi qua và như vậy Đơn là Trâm còn đông này trong nói Tôi cố gắng học hỏi từ quá khứ Nhưng tôi hướng đến tương lai Bằng cách tập trung cho hiện tại Và người chiến thắng tương lai là ai à, Chúng ta thí dụ như là một người chiến thắng tương lai Đó là những ai có khả năng thay đổi các tổ chức của mình Thành cái gì đó giống như chiếc xe rép Bạn thấy chiếc xe rép chưa Tức là chiếc xe nhiều cầu chạy mùa địa hình Chắc chắn hiệu quả nhưng mà quan trọng nhất là dễ điều khiển. Bây giờ chúng ta thấy là cái sản phẩm của chúng ta hàng ngày ta ta dùng, dù công nghệ rất là cao nhưng mà thưa các bạn là chúng ta sẽ sử dụng nó rất là dễ dàng và ai cũng sẽ dùng, sử dụng được. Ví dụ như cái máy cái điện thoại mà chúng tôi đang cầm như thế này. Tôi chỉ cần à, không cần viết, không cần đánh chữ mà tôi chỉ cần dùng nó để bấm một phát tôi hỏi là thế giới có bao nhiêu các nước trên thế, bao nhiêu các nước trên thế giới thì cái tất cả trong máy này nó nói ra chúng ta là có 204 nước trên thế giới. À, bây giờ thì ví dụ như cũng cái điện thoại này và chúng ta chỉ cần là tôi chuyển qua một cái công ty kia là 2 tỷ. Bây giờ 2 tỷ mà bây giờ mình phải chạy tới ngân hàng, mình phải chạy đếm đếm tiền nhưng không ở đây tôi vào trong khoản tôi bấm một phát và như vậy là bên kia họ nhận là 2 tỷ và giờ ví dụ là họ sẽ rút ra từ trong này trong cái máy này à, rút ra cái hóa đơn và cái hóa đơn này làm chứng từ cho kế toán lưu để minh chứng và như vậy chúng ta thấy là rất là thuận lợi nhanh à, và gọn và ai cũng thấy sử dụng được cho nên chúng ta nói là người chiến thắng ở tương lai là những ai có khả năng thay đổi tổ chức mình thưa các bạn tổ chức mình gia đình mình bản thân mình và công ty mình thành một cái gì đó giống như chiếc xe đấy. Tức là chiếc xe nhiều cầu chạy mọi địa hình chắc chắn hiệu quả và chúng ta dễ điều khiển. Nhưng thưa các bạn, hiện bây giờ chính vì vậy mà hiện bây giờ lối nghỉ xe rào đang thịnh hành và đang phát triển trở thành cơm áo hàng ngày của mỗi người trong chúng ta. Và nếu mà chúng ta làm ngược lại, nếu không thay đổi, bạn sẽ chết bạn sẽ không phát triển được. Cho chính vậy, người chiến thắng tương lai là người thay đổi, người biết là có những lối đi sẽ rào. Và chúng ta suy nghĩ về tương lai đó như thế nào, thưa các bạn, là tương lai đó là sự thay đổi triệt để về bản thân, về bản chất và của sự cạnh tranh. Làm kinh doanh là phải cạnh tranh và tất cả những lĩnh vực khác đều phải cạnh tranh. Cạnh tranh đó là động lực của sự phát triển động lực của sinh trình và làm gì để đối phó với những khó khăn với những trở ngại với những cái rào cản trong đi khi đi đến mục tiêu thì đó, ta, ta phải nghĩ cách làm gì để đối phó đó nền kinh tế nấu mạng của chúng ta bây giờ là nền kinh tế nấu mạng à, quốc gia này đối với quốc gia khác và cái công ty này đối với công ty khác và thông qua một cái hệ thống mạng rất là đơn giản mình cái mạng khác với cơ bản với nền kinh tế công nghiệp cách tiếp cận của chúng ta như thế nào để mà chúng ta uh, lấy được cái từ cái lợi ích của nền kinh tế mạng đó cái nguyên số so đó, để tạo ra cơm áo gạo tiền nói gì kinh tế gọi là là giá trị thặng dư và hiện bây giờ thì chúng ta đặt ra với đi chúng ta nếu các bạn làm doanh nghiệp nếu các bạn làm kinh doanh nếu các bạn là nhà sản xuất thì các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là bây giờ mình khởi nghiệp trên à, với cái nền tinh tế toàn cầu mà tôi đã trình bày là công ty bây giờ một là công ty lớn mạnh lớn và mạnh so với công ty nhỏ và nhanh các bạn chọn công ty nào lối đi nào một lát các bạn sẽ ngồi suy nghĩ chia tổ chia nhóm ra suy nghĩ một vấn đề thứ hai trong nền kinh tế toàn cầu này công ty mở rộng nhiều mặt hàng hay là chỉ chuyên môn hóa tập trung đó là vấn đề của chúng ta à, chúng ta phân tích cái nào lợi cái nào hại cái nào phù hợp với việt nam chúng ta cái nào hợp với cái doanh nghiệp chúng ta cái nào hợp với cái tư duy với năng lực của chính bản thân chúng ta à, chúng ta sẽ chọn công ty lớn mạnh hay là chúng ta sẽ chọn công ty nhỏ và nhanh Tôi yêu cầu các bạn là các bạn sẽ lấy cái đặc điểm cái ưu thế của công ty lớn mạnh có những ưu gì ưu điểm gì và có những hạn chế gì công ty nhỏ và nhanh có ưu điểm gì và có hạn chế chế gì từ đó mình đặt ra một lối đi cho chúng ta và như vậy đó là chúng ta suy nghĩ à, công nghệ hiện giờ thì thưa các bạn nói là công nghệ nó làm làm mất dần ý nghĩa của địa lý vị thế chúng ta thấy là hôm nay uh, chúng ta đang nói chuyện với một người ở châu phi cũng được à, này em em làm gì đó em đang quán nhà và như vậy là chúng ta thấy là cái người thân chúng ta ở châu phi đang quán nhà cũng được không à, liệu nó có làm thay đổi một số địa điểm có cụ thể có trở nên quan trọng hơn uh, với một nền một, một số ngành công nghiệp ở thế kỷ không bốn không chắc chắn là thay đổi rất nhiều à, thay đổi rất nhiều bởi vì thời kỷ nguyên số suy nghĩ về tương lai như thế nào trận địa kinh tế toàn cầu làm thay đổi hoàn toàn của chúng ta à, và ở đây hiện bây giờ thì chúng ta biết là à, cái bản đồ kinh tế của thế giới đang vẽ về à, và đang chỉ chuyển về châu á một số các nước châu á đang nổi lên sự nổi lên của nền kinh tế châu á đó có đang làm chuyển dịch trọng tâm của thế giới về kinh tế chính trị đó là phân hương đó là cái sự diễn dịch của văn hóa phương Tây trở lại với văn hóa phương Đông. Và Việt Nam đang là một cái nước đang nổi lên. Và chúng ta thấy là một điều kinh tế là hiện nay vì chúng ta thấy là GDP Việt Nam đầu người chúng ta lên trên 7% năm 2018. Và năm 2019 có thể vượt lên trong khi quốc hội chỉ đưa ra một chi tiêu 6,6 mấy phần trăm. Nhưng Việt Nam chúng ta là đã đạt 7 trên 7% và 2019 vì chúng ta sẽ đạt hơn nữa. Trong khi các nước khác thì chúng ta cũng ở một khu vực lớn hơn ta nhưng cái tăng trưởng GDP chỉ có 3, 4, 2% Việt Nam chúng ta đã 7%. Và Việt Nam chúng ta được là một trong những cái nước phát triển kinh tế nhanh nhất của thế giới. Và Việt Nam là, bây giờ là thế giới có gì? Việt Nam chúng ta có cái đó. Bây giờ chúng ta suy nghĩ về tương lai như thế nào đây các bạn? Các bạn thân, chia tổ ra các bạn suy nghĩ ha suy nghĩ và chúng ta sẽ từ đó chúng ta mỗi một cái nhỏ tổ chúng ta cử một đại diện lên trình bày cái suy nghĩ của mình ha. suy nghĩ về tương lai ở đây có mấy vấn đề quyền lực sẽ thay đổi như thế nào khi mà công nghệ không chỉ dân chủ quá nơi việc làm mà cả xã hội và cả thế giới ha? ở đâu có bàn bạc thì ở đó có dân chủ và ở đâu có dân chủ ở đó có tự do và ở đâu có tự do, chắc chắn ở đó là có sáng tạo. Và thế giới bây giờ đang cần cái sự sáng tạo. Sáng tạo, cho nên quyền lực của chúng ta là sáng tạo, là trí tuệ, là tài năng, là kinh nghiệm, là đạo đức, là văn hóa. Và chính cái quyền lực đó mới tạo ra cái giá trị thần dư cho cái doanh nghiệp chúng ta, cho bản thân chúng ta. Bây giờ các bạn thì nhìn trên bảng, các bạn thấy là bây giờ bạn có muốn là người chiến thắng hay không? Hãy trả lời. Và nếu mà bạn muốn chiến thắng thì chúng ta tình tự logic chúng ta là bạn muốn đạt được gì cho cái ước muốn của bạn. Và khi muốn đạt, bạn muốn đạt được gì đó thì bạn có cái gì? À, trí tệ, tài ngang, nguồn lực, tài chánh, nguồn lực, nhân lực của chúng ta có cái gì? mà thưa các bạn nguồn nhân lực là cái quan trọng nhất trong các nguồn lực và bạn sẽ làm gì để chiến thắng thì các bạn bạn làm gì đi thắng? là giải pháp của chúng ta từ đó suy nghĩ về tương lai như thế nào thấp tôi tưởng tượng đi ta nhìn vào cái hình các bạn thấy là nhìn cái, cái hình mô hình này chúng ta thấy là à, ba cái hình này là ba cái quý vị là một cái người này đều có là một cái động tác là xây tường nhưng cái suy nghĩ của họ tư duy của họ nó hình thành cái tính cách của họ nó hình thành cái sự thành công của họ trong tương lai đây một người thứ nhất là tôi đang xây tường một công việc bình thường như mọi công việc khác người thứ hai nói là tôi đang lao động để kiếm sống tức là anh vì anh đói cho nên anh phải kêu lao động để kiếm sống nhưng người thứ ba vượt lên hết tất cả thì ở đây có thể là tôi là gì các bạn tôi đang xây công trình giá trị cho nhân loại thì hai cái hình thành tính cách cũng khác nhau ở đây chúng ta thấy là đây chúng tôi đang kéo dây chúng tôi đang cố gắng để chiến thắng nhưng mà đây chúng tôi đang chế ngự toàn cầu bằng sản phẩm luôn luôn độc đáo của khách hàng chúng tôi bạn thấy không đó như vậy là chúng ta thấy là cái tư duy cái suy nghĩ của họ nó sẽ, đó là cái thái độ nó tạo nên động lực nó hình thành cái con người của họ và như vậy cả chiến thắng đơn ai là ai trong quá trình qua trong quản trị chiến lược á, là cơ sở về quản trị kinh doanh công cụ của ra quyết định chiến lược thị trường quản trị quốc tế chiến lược quản trị về quốc tế vân vân các bạn xin các bạn hãy đọc rất là chi tiết trong cách là tài liệu bài giảng mà thầy đã gửi cho các bạn ở trước và quản như vậy chúng ta sẽ trở lại vấn đề là quản trị chiến lược là gì a à, đó và chúng ta xem cái khái niệm vai trò và mô hình quản trị chiến lược ra sao quản trị chiến lược có thể tóm tác lại rằng quản trị chiến lược đó là tập hợp các quyết định và hành động quản trị quyết định sự thành công lâu dài của một cái doanh nghiệp của chúng ta và quản trị chiến lược là tập hợp các quyết định và biện pháp hành động dẫn đến việc hoạt định và thực hiện các chiến chiến lược đạt được mục tiêu của tổ chức của chúng ta. Đó là cái quản trị chiến lược. Và chúng ta ở đây quản trị chiến lược là như vậy chúng ta có thể nói rằng tấm tắt rằng quản trị chiến lược đó là quá trình nghiên cứu các môi trường hiện tại cũng như môi trường tương lai, hoạch định các mục tiêu của tổ chức chúng ta để nó phù hợp với hiện tại, nó phù hợp với cái tương lai khi mà cái nó hiện tại tương lai nó nó đến và từ đó nhà lãnh đạo, nhà quản lý đề ra thực hiện, kiểm tra, đề ra mục tiêu, đề ra chiến lược, thực hiện mục tiêu, tổ chức thực hiện mục tiêu, tổ chức thực hiện, nhưng mà trong quá trình đề ra chiến lược, đề ra mục tiêu thì chúng ta phải kiểm tra người đâu của đó, tức là kiểm tra, ta kiểm tra, ta đo lường, ta đánh giá thành công, thất bại, ta rút ra bài học gì trong các quyết định của chúng ta. Mục đích của nó là gì? Đạt các mục tiêu trong môi trường hiện tại cũng như môi trường tương lai của chúng ta và như vậy uh, đó là theo cách tiêm chủng mới nhất uh, là chúng ta có vậy như vậy là chiến lược đó là kế hoạch toàn diện chỉ ra những cách thức mà doanh nghiệp có thể đạt được và chiến lược nhằm tối đa hóa lợi thế cạnh tranh và tối thiểu hóa những bất lợi của doanh nghiệp chúng ta và như vậy có thể nói một cách là cốt lõi rằng quản trị chiến lược đó là việc liên tục duy trì và thống nhất hành động. Khi mà chúng ta đã đạt mục tiêu rồi thì chúng ta lại kiên trì với cái mục tiêu đó. Kiên trì với và cái mục tiêu đó và trung thành mục tiêu đó. Và như vậy là chúng ta phải xây dựng từng cái bậc thang một từng bậc thang. Một. Và chúng ta có những bước đi vững chắc để đạt đến mục tiêu đó. À, trong hành động, trong toàn bộ tổ chức và mục tiêu của chúng ta là tập trung các nguồn lực, nhân lực, vật lực và tạo ra mà cái mục tiêu đó đến. Như vậy, quản trị chiến lược là việc liên tục duy trì và thống nhất hành động trong toàn bộ tổ chức nhằm tập trung các nguồn lực vào việc đạt mục tiêu, các mục tiêu của chúng ta. À, vai trò của quản trị chiến lược thì chúng ta thấy nhất nhất là nhà lãnh đạo phải có cái tầm tầm nhìn xa trong rộng Nhà lãnh đạo, nhà quản lý tài năng là nhà lãnh đạo đó phải thấy được cả cái rừng cây, chứ không phải thấy chỉ một một vài cái trong rừng. Đó là cái tầm nhìn xa. Từ cái tầm nhìn xa biến ra hành động là ta bỏ hy sinh con tép để chúng ta lấy được con tôm. Để người ta, ông bà chúng ta nói như vậy, có nghĩa là chúng ta phải nhìn xa và trông rộng. Tầm nhìn đó là phía sau, nhưng nó quan hệ chặt chẽ, nó sinh ra sứ mệnh chúng ta là nhiệm vụ. Khi anh có tầm nhìn rồi thì anh phải đặt ra những cái sứ mệnh để anh tổ chức thực hiện. Ý tưởng, tức là lý luận. Lý luận là màu xám, chỉ có cái đời mới mãi mãi sinh tươi. Cái đời đó là nhiệm vụ đặt ra tổ chức, ra hành động, ra thực hiện. Đó là sứ mệnh. Tầm nhìn sinh ra sứ mệnh. Sứ mệnh thể thực hiện đúng cái đích mình mong muốn là objective, tức là mục tiêu. À, ai cũng có mục tiêu doanh nghiệp cũng có mục tiêu à, làm một dự án cũng mục tiêu làm một công việc gì cũng mục tiêu tức là mục tiêu mục tiêu là đích, đích đến mà à, từ có mục tiêu rồi thì anh tổ chức thực hiện đánh giá thực thi xem, xem thử có hiệu quả hay không đó là đây là cái quá trình logic một là tầm nhìn sứ mệnh mục đích tổ chức thực hiện những cái này có quan hệ biện chứng lẫn nhau từ đó uh, là tầm nhìn và sứ mệnh quan trọng như thế nào và tại sao bạn phải quan tâm đến nó? Xin mời các bạn chúng ta ngồi suy nghĩ thứ như thế nào. Tầm nhìn sứ mệnh tầm nhìn là gì sứ mệnh là gì? Nó vì sao nó là quan trọng và tại sao bạn phải quan tâm đến nó? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bây giờ thì chúng ta thấy là uh, một sứ mệnh là phải trả lời được các câu hỏi sau đây mục đích của chúng ta ngày hôm nay là gì đó là sứ mệnh chúng ta tồn tại để làm gì đó là câu nói để hình thành nên sứ mệnh à, chúng ta vào các công ty chúng ta thấy là cái mục tiêu sứ mệnh nó đặt lên những cái chỗ bano và chỗ những phòng truyền thông và được là câu hỏi như vậy điều này có tác dụng gì câu hỏi thứ hai điều này có tác dụng gì cái sứ mệnh nó, nó định hướng cho hành động của chúng ta và xác định được mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp chúng ta đó là sứ mệnh và câu hỏi thứ ba là hãy nghĩ về nó như thế nào đây à, câu hỏi thứ nhất là phải trả lời được câu câu hỏi đó hai là điều này có tác dụng gì thứ ba hãy nghĩ về nó như thế nào mục đích chính là kế hoạch làm việc hàng ngày của bạn ra sao à, nó phải đảm bảo rằng mọi người đều trinh cùng một con thuyền để đi đến tương lai tức là mục tiêu đó là sứ mệnh à, đó là sứ mệnh từ đó tuyên bố sứ mệnh của doanh nghiệp là dành cho doanh nghiệp là bản tiên khi mà đúng đá ta biết bằng bài bản ta biết văn bản tuyên bố sứ mệnh phải là hàm xúc ngắn gọn nhưng bao hàm đầy đủ các ý nghĩa ví dụ chúng ta thử đọc cái sứ mệnh của trường đại học công nghệ đồng nai ngắn gọn xúc tích có mấy từ thôi nhưng mà đó là chương trình hành động của nhà trường đi đến tương lai để trở, trở thành một cái trường công nghệ hiện đại của thế giới về chiến lược kinh doanh và nó nêu lên và nó nên được phát triển dựa nên được góc nhìn của khách hàng và nó nên ăn ăn nên làm ra ăn nhập vào cái với tầm nhìn của doanh nghiệp sứ mệnh này nên trả luôn luôn trả lời được ba câu hỏi chúng ta làm gì và thứ hai là chúng ta định làm nó như thế nào và có, thứ ba chúng ta làm nó cho ai đó là cái bản tuyên bố sứ mệnh dành cho doanh nghiệp hôm sau chúng ta ra trường và cái cái công ty nó nó biểu là chúng ta yêu cầu chúng ta là đã tốt nghiệp đại học rồi quản trị kinh doanh rồi bây giờ viết cho một bản sứ mệnh cho doanh nghiệp thì chúng ta luôn luôn là coi chúng ta làm gì chúng ta định làm như thế nào? ta hỏi cái ông chủ và chúng ta làm nó cho ai? Tám tắt ba thứ này viết ngắn gọn và bao hàm đủ ba ý nghĩa này thì đó là bản tuyên bố sứ mệnh của doanh nghiệp. chúng ta làm gì? câu hỏi này không nên đặt trả lời theo nghĩa đen mà chúng ta cung cấp cái gì thay vào đó là phải trả lời những thu nhu cầu thiết yếu uh, hoặc là tâm lý khách hàng có được khi mua sản phẩm hoặc là cho bạn và chúng ta làm chúng ta làm nó như thế nào tức là chúng ta đặt câu hỏi là chúng ta nói đến phạm trù hơi kỹ thuật hơn là vấn đề kinh doanh và câu trả lời của bạn nên bao gồm sản phẩm và dịch vụ hữu hình và giải thích nó sẽ được bán được phân phối như thế nào tới khách hàng và nó cũng nên ăn nhập với nhu cầu của khách hàng ra sao chúng ta làm nó như thế nào và đó là một cái còn tầm nhìn thì chúng ta thấy sao thứ bạn tầm nhìn đó là phải trả lời được câu hỏi là chúng ta sẽ đi đến đâu chúng ta muốn đạt được hay hoàn thành được gì đó là tầm nhìn và điều này có tác dụng là gì tức là để thống nhất tiếng nói trong doanh nghiệp định hướng chiến lược dài hạn và phương hướng quản lý và thứ ba hãy coi nó như là mục tiêu hình ảnh mà bạn muốn trở thành mục đích cuối cùng và với tất cả những điều bạn muốn công việc của mình hướng tới tương lai như sao nào à, chúng ta làm gì điều đó thì nó sẽ giúp bạn hiểu được cần phải tập trung marketing vào đâu tuy rằng rất nhiều à, chủ doanh nghiệp nhỏ tin rằng tất cả mọi người là khách hàng tiềm năng nhưng nó không phải là sự thật bởi vì khách hàng lúc nào cũng bị hạn chế bởi vấn đề địa lý và nhân chủng học đó là một cái vấn đề mình định hình cái doanh nghiệp đó sứ mệnh đây các bạn đây là một cái sứ mệnh ví dụ như tôi nói là à, đây là một cái thí dụ về sứ mệnh à, chúng tôi cung cấp hàng à, chúng tôi chúng tôi cung cấp hóa chất và dịch vụ thân thiện nhằm bảo vệ môi trường là một thí dụ hay là đó là sứ mệnh của một công ty có sứ mệnh của công ty họ ghi năm 2020 là đơn vị dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất dài và hóa chất thân thiện với môi trường. Đó là một cái thí dụ về cái tầm nhìn vào sứ mệnh của một công ty. Và đây là đó là tầm nhìn và như ở đây thì chúng ta thấy là tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi ở đây là gì? Tầm nhìn là tiếp tục khẳng định vị thế cung cấp giải pháp tổng thể cửa hàng hàng đầu Việt Nam đẩy mạnh phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng hoàn thiện khác với từng bước vươn tới tầm quốc tế đó là chùm nhiệt. Một thí dụ nữa, họ viết về sứ mệnh thì chúng ta thấy là với khách hàng tiên phong mang đến những giải pháp tốt nhất góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống và hiện đại hóa cuộc sống. Với cổ đông, với người lao động, vận hành hiệu quả, phát triển bền vững nhằm gia tăng giá trị, giá trị gia hạn cho cổ đông và lao động. Vấn đề thứ ba, với xã hội gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích chung của xã hội và góp phần bảo vệ môi trường đó còn giá trị cốt lõi thì họ biết như thế này các bạn về chuyên nghiệp về chất lượng về hậu quả về chuyên nghiệp thì đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn hóa cao phong cách phục vụ chuyên nghiệp và tận tâm với khách hàng về chất lượng là sản phẩm cao và dịch vụ tốt hiệu quả là trong từng hoạt động để gia tăng lợi ích cho khách hàng và đó là như vậy thì chúng ta thấy là truyền đạt ý ý định tới các bên liên quan thì chúng ta có tuyên bố sứ mệnh tuyên bố tầm nhìn à, chúng ta mới làm được chiến lược chúng ta mới có mục đích mục tiêu của từng chiến lược chúng ta thưa các bạn quản trí chiến lược là gì đây chúng ta phải có cái tầm nhìn chúng ta phải có sứ mệnh chúng ta phải biết cái gì mục tiêu chiến lược và chúng ta phải biết cái gì biết mục tiêu hàng đầu đó là quản chiến lược là hành động để chiến thắng. Muốn chiến thắng thì chúng ta phải làm này. tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược, mục tiêu hàng năm. Chiến lược là lâu dài, hàng năm là cụ thể từng đoạn. Tầm nhìn đây thì chúng ta sẽ trả, trả, trả lời là muốn tổ chức trở thành tổ chức như thế nào trong 10 năm, 20 năm. Ta đặt ra mốc thời gian cụ thể. Còn tầm, còn sứ mệnh đó là tổ chức cần làm gì, làm như thế nào để thực hiện tuyên bố tầm nhìn. Và thứ ba đó là khi có sứ mệnh rồi thì chúng ta mục tiêu chiến lược tức là đầu vào đầu ra cần phải đạt được như thế nào và mục tiêu hàng năm là đầu vào đầu ra cần phải đạt được hàng tháng hàng năm hàng tuần như thế nào đó là quản trị chiến lược là hành động để chiến thắng chiến lược hành động chúng ta thấy rằng về cái chiến lược là hành động để chiến thắng để quân sự chiến thắng kẻ thù à, chiến lược là hành động để chiến thắng chính mình còn chiến lược của chúng ta đó là hành động để chiến thắng chính mình, chiến lược là phát triển và chiến lược đối thủ đó là chiến lược cạnh tranh. À, chiến Bây giờ từ đó thì chúng ta thấy là năng lực của chúng ta có gì nổi trội, đã định vị mà mình, sản phẩm của ta có gì uh, gia tăng không, có sự khác biệt gì không? Và năng lực loại của chúng ta là gì? Lỗi đi riêng của chúng ta là gì? Khác biệt chúng ta là gì? và chúng ta sẽ xem môi trường xung quanh như thế nào, tổ chức thay đổi như thế nào để có chiến lược hành động và văn hóa của tổ chức cần phải như thế nào, đó là chúng ta thấy đó như vậy từ đó thì chúng ta thấy rằng quản trị chiến lược đó là hành động là phạm vi là mục tiêu hành động đó là chiến lược đòi hỏi sự quản lý các hành động các tổ chức, các cái nhiệm vụ cụ thể từng phòng ban phạm vi là trong toàn bộ của tổ chức chúng ta mà mục tiêu là tác động đến việc đạt được các mục tiêu đó trong từng tổ chức và từng tổ chức nó phải đạt đến mục tiêu chung của công ty. quản lý chúng chiến lược phải yêu cầu phải thống nhất duy trì liên tục và dựa trên các nguồn lực mà có. Từ đó thì chúng ta là định vị tổ chức chúng ta, doanh nghiệp chúng ta như thế nào. Chúng ta là ai? Ta đứng ở đâu? Trong môi trường nào? Vâng, thứ vậy, định vị tổ chức là ta là ai là thực chất khách hàng muốn gì ở ta, mua gì ở ta cần gì ở ta và doanh nghiệp tổ chức có bán và cung cấp cho khách hàng thực chất là cái gì và thế mạnh của ta là gì năng lực lõi của chúng ta là gì giá trị gia tăng nội sinh là gì giá trị gia tăng ngoại sinh là gì đó là chúng ta thấy giá trị gia tăng được phát sinh từ đâu thời gian hội nhập bản sắc cộng lực và bảo hộ đó là năm lĩnh vực mà nó phát sinh giá trị nội sinh còn cái chiến lược mà sứ mệnh thì chúng ta có, ý nhất là chúng ta phải có tầm nhìn, có sứ mệnh, có chiến lược và có kế hoạch hành động. Và như vậy, đó là cái chiến lược cạnh tranh của chúng ta. À, quá trình chiến lược thì xin các bạn là ở đây có mấy vấn đề theo bạn, quản trí chiến lược mang lại những lợi thế gì cho đối đắc của tổ chức. Vấn đề câu hỏi thứ hai, quản trí chiến lược khác với quản lý kế hoạch quản lý hoạt động như thế nào? Vấn đề thứ ba, cần những điều kiện gì để áp dụng được quản lý chiến lược? Về phần này, các bạn nghiên cứu vào thư viện, các bạn tìm tài liệu đọc và tiện lợi tài liệu thầy đã giới thiệu trên trang đầu tiên tài liệu thông cáo. Và các bạn đọc xong, các bạn sẽ lên trên mạng, download xuống. Và thứ hai nữa là chúng ta trao đổi trong nhóm. Trong nhóm. Và chúng ta làm có một cái bản tổng hợp đánh giá và thiết tình trước nhóm trước tổ trước lớp đó ba câu hỏi này à, quản trị chiến lược đó như vậy bây giờ thầy muốn nói là quản trị chiến lược đem lại những lợi ích sau đây giúp nhận dạng sắp xếp ra ưu tiên và tận dụng các cơ hội thứ hai đưa ra cái nhìn thực tế về các khó khăn của công tác quản trị thứ ba đưa ra một đề cương cho việc phát triển đồng bộ và thứ tư đó làm tối thiểu hóa các rủi ro Thứ năm là giúp cho các quyết định chủ chốt phục vụ tốt hơn các việc đề ra. Thứ sáu là giúp cho sự phân bổ tốt hơn thời gian và nguồn lực. Thứ bảy cho phép giảm thời gian và nguồn lực cần thiết để sửa đổi những lỗ lầm của chúng ta. À, đó là những vấn đề mà chúng ta thấy là vai trò của quản trị chiến lược là gì. Nó có mấy vai trò? Giúp cho các doanh nghiệp định hướng rõ tầm nhìn chiến lược và sứ mệnh nó giúp cho doanh nghiệp có được các chiến lược tốt thích nghi với cái môi trường thay luôn luôn thay đổi. Nó giúp cho doanh nghiệp đạt được cái hiệu quả và như vậy yêu cầu của quản trị chiến lược là gì? Có bốn yêu cầu. Một, phải đạt được mục đích. Thứ hai là phải bảo đảm an toàn trên kinh doanh. Thứ ba là phải xác định phạm vi kinh doanh và thứ tư là dự đoán được môi trường kinh doanh. Thứ năm là phải có chiến lược kinh doanh dự phòng và thứ sáu đó là phải kết hợp độ chín mười với cái thời cơ đang đang đến với chúng ta yêu cầu của quan trị chiến lược là phải đạt được mục đích thứ hai là phải đạt sự bảo đảm an toàn thứ ba là phải xác định phạm vi kinh doanh và tư và dự đoán các môi trường kinh doanh thứ năm là có chiến lược dự phòng và vân 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 và vân vân nội dung của bản chiến lược đây các bạn đó xác lại mục tiêu xem lại cái mục tiêu của chúng ta là đúng chưa đúng hướng chưa từ đó chúng ta phân tích triết lý kinh doanh sứ mạng mục tiêu của doanh nghiệp chúng ta như thế nào để mà chúng ta đưa ra quyết định chiến lược đúng đáng nhất khi mà nghiên cứu triết lý kinh doanh rồi thì chúng ta phân tích và dự báo môi trường bên trong môi trường bên ngoài và sau đó chúng ta xem lại cái mục tiêu của chúng ta đặt ra như vậy có phù hợp với môi trường bên trong bên ngoài với cái mong muốn với triết lý kinh doanh chúng ta từ đó chúng ta đưa ra quyết định cho nó đúng đắn. À, có một điều là cuối bài ở đây thì chúng ta thấy rằng là trong chiến lược nó có 3 cấp chiến lược cấp lược doanh nghiệp chiến lược đơn vị kinh doanh và chiến lược cấp chức năng và là thứ hai là chúng ta đã bàn về các chiến lược có mối liên hệ mật thiết tương hộ với nhau, à, cấp uh, doanh nghiệp chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và chiến lược cái cấp chức năng đều có mối quan hệ hỗ tương biện chứng với nhau tác động năng nhau. Nhưng mà người lãnh đạo làm sao mà chúng ta biết vận dụng mỗi chiến lược nhằm cuối cùng là đạt được mục tiêu khác nhau của một doanh nghiệp chúng ta. Xin uh, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc các bạn là chúng ta luôn luôn thành công xin cảm ơn các bạn